Huấn luyện viên Park gọi bổ sung Trần Phi Sơn, do 3 cầu thủ nhiễm COVID-19, huấn luyện viên Park Hang-seo phải triệu tập thêm tiền vệ Trần Phi Sơn và tiền đạo Ngân Văn Đại để đá vòng loại World Cup 2022. Hai cầu thủ được triệu tập bổ sung sẽ có mặt hội quân cùng tuyển Việt Nam vào thứ Sáu 14/1. Phi Sơn, 30 tuổi, quê ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Anh được Sông Lam Nghệ An tuyển mộ năm 13 tuổi và thi đấu cho đội bóng xứ Nghệ đến cuối năm 2017 rồi chuyển sang thành phố Hồ Chí Minh. Mùa 2021 anh trở về Hà Tĩnh theo tiếng gọi của quê hương. Phi Sơn được đánh giá cao ở khả năng leo biên, chơi giàu sức mạnh. Đây là lần đầu tiên anh được huấn luyện viên Park gọi lên tuyển. Ngân Văn Đại, 20 tuổi, đá tiền đạo. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Hà Nội, từng khoác áo Sài Gòn FC, Sông Lam Nghệ An và Hà Nội trước khi đầu quân cho Quảng Nam tháng 11 năm 2021. Văn Đại từng được gọi lên tuyển tại vòng chung kết Asian Cup 2019, chuẩn bị cho loạt trận vòng loại World Cup lần này, huấn luyện viên Park gọi 30 cầu thủ. Tuy nhiên, chỉ 27 cầu thủ hội quân sáng nay 13 tháng 1 tại Hà Nội. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Văn Toàn đang phải cách ly điều trị COVID-19, chưa chắc có thể sang Australia. Đội tuyển sẽ tập luyện theo nguyên tắc bong bóng an toàn tại Hà Nội trước khi bay sang Australia ngày 20 tháng 1. Sau trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Park sẽ lập tức bay trở về Hà Nội để tiếp đón Trung Quốc ngày 1 tháng 2. Đây là lần đầu tiên Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á. Đội tuyển đang đứng cuối bảng B với 6 trận toàn thua.